Thác Ông hay còn gọi là Thác Lê Lợi ở Hòn Oi, xã Quang Hiến cũ, nay thuộc khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh. Cách trung tâm thị trấn khoảng 4 km là một thắng cảnh tuyệt đẹp và kỳ vĩ với nét hoang sơ cùng dấu tích của vua Lê. Năm 1418, Lê Lợi phất cơ khởi nghĩa. Có một lần Lê Lợi cùng nghĩa quân đi qua chùa Chu, nay là chùa Mèo, đã vào chùa thắp hương lễ Phật cầu nguyện cho sự nghiệp chống lại quân thù thắng lợi. Lê Lợi thấy trong chùa chỉ còn lại một con mèo, sư sãi chẳng biết đi lánh về đâu. Lê Lợi cho lính bế theo con mèo, mang theo trên đường rút quân vào Hòn Oi, nơi có dòng thác hùng vĩ, đang ngày đêm nước chảy cuồn cuộn, phun ra dòng nước trong veo, với tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả núi rừng, tựa như một con rồng trắng tung bay. Khi có tin cấp báo quân giặc đang giáo giết đuổi theo nghĩa quân, vua Lê lệnh cho quân lính bỏ lại con mèo ở một dãnh đồi cách chùa Chu chừng 700 mét, ngày nay nhân dân gọi là hòn bỏ mèo. Sau một hồi băng rừng lội suối, du khách có thể đến được với dòng thác hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ. Với tiếng chảy ào ào của thác đổ, tất cả như lạc vào một không gian huyền ảo thơ mộng, cùng với tiếng nước chảy hào hùng như lời hiệu triệu của vua Lê thúc giục quân sĩ đứng lên chống giặc. Với độ cao chừng khoảng hơn 50 mét, cùng với hệ thống tầng thác nối nhau, phía dưới là những vũng nước sâu xanh thẳm pha lẫn làn sương mờ mịt mát lành, cùng dòng nước từ trên cao đổ xuống tạo nên một dải lụa trắng xóa, khiến cho ai nấy đều quên hết mệt nhọc sau quãng đường đi tới dòng thác. Đây quả thật là một kho báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh để nhằm phát triển nghề du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trong quần thể hệ thống thác trên địa bàn, quảng bá, giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là tạo điều kiện tốt nhất thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn.